Vịt nó lại cái nhà ơi, nó tưởng mình cho thức ăn nó gì vậy. Đây, thấy mình cầm cái bao nè. Tưởng mình cho thức ăn nó lại. Lại nhóc luôn rồi. Đây cả nhà, lại nhóc luôn rồi. Ủa này con bự. Con bự cả nhà ơi. Nè. Con bự mập nữa chứ. Đi cái nhà mình đi cũng sập nữa nè. Mình mến chào cô chú anh chị và tất cả mọi người nha, cùng đến với Lộc Bình miền Tây. Bữa nay thì mình vẫn tiếp tục đi bẫy chuột nữa. Cánh đồng ruộng bên đây thì nước ngập hết trơn rồi cả nhà, chuột thì nó tạt lên bờ cao hết trơn rồi. Đi mình bẫy theo cái cặp bờ cao này nè cả nhà, bờ kinh nha, kinh này là kinh lớn nha cả nhà. Đây cô chú anh chị đang thu hoạch bông hẹ nha. Kinh này thì nói chung là rất là lớn luôn cả nhà ơi. Thì hiện tại mình cũng bẫy xong rồi. Đây là phong cảnh buổi chiều nữa cả nhà. Đây. Nước ngập hết trơn rồi. Người ta cũng làm đất chuẩn bị xả. Rồi chừng nào tối nay thì mình đi thăm, mình chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi hẹn cả nhà mình tối nay nha. Mình mến chào cả nhà mình buổi sáng nha. Rồi buổi sáng mình cũng chúc cả nhà mình luôn thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, làm việc thì vui vẻ luôn. Hồi tối thì trời mưa mình không có đi thăm được cả nhà ơi. Bây giờ sáng nay mình thăm rồi mình cuốn về luôn nha. Rồi cả nhà mình cùng trải nghiệm thăm bẫy với cuốn về với mình nha. Mình thấy cái đây dính một con này cả nhà. Nói chung trong đám cỏ này nó cắt cỏ nhóc luôn cái nhau nè, nó cắt không cái nè. Đây nó cắt cỏ, nó căng phá tùm lum tùm la hết trơn. Ở đây nữa nè cái nhà, cắt bay nhầy hết trơn. Ngồi cái nhà ơi, sập hai cái luôn, sập 27 luôn cái nhà. Nó không có con bự, con lứa bự bự. Con bự bự. Lứa này mập không. Mở không rồi đi sập con nữa nè. Sập 17 nữa. Dạ 47 muốn con luôn trời. Đường mò nó cắt quá trời cắt rồi. Bên đây một con nữa nè. Đây cái nhà. Con này cũng hơi bự chút xíu. Đây. Này chân quá. Thì nói chung là xung quanh ruộng thì có nước hết trơn rồi. Nó tạt lên bờ cao này nè cả nhà. Này chết quá. Rồi mình thấy sập rồi, 27 luôn cả nhà ơi. Đây cái nhà. 17 con lứa. 17 con bự cả nhà nè, vàng khè luôn. Quá đã luôn cái nhau. Con này hơi nặng. Đây. Mình tới chỗ vườn hẹ cả nhà. Đi cái nhà sáng sớm ta lùa vịt lên ăn nè. Vịt quá trời vịt luôn. Rồi bên đây không có chạy đâu. Rồi sập 17 cái nhà ơi nè. Ô hai con luôn cái nhà ơi. Đây nè. 17 hai con luôn. Y chang như bữa hổm.
người không dính. Rồi dính một con, con kia không dính. Bên chủ dịch người ta lấy ra dùng ở cái nhà, tại người ta lên cái lưới này nè, lưới giăng dịch. Rồi mình lại không có. Rồi sập rồi cả nhà ơi, không biết con nhỏ con bự nữa, sập 27 luôn. Rồi toàn là con lứa không có nhau. Đây nói chung là mùa này con lứa nó nhiều cả nhà. Rồi trên đây sập nhưng mà không dính. Ngồi mình đây sập nó cả nhà, vẫn là con lứa luôn. Bên đây cũng vậy, con lứa không trời, không có con bự thôi. Bên đây chất quá, quyền mòn quá em luôn. Rồi sập rồi cả nhà ơi. Rồi hai con nữa. Mày cái nhà được chạy hai con không đó. Đây cái nhà mình bẫy chỗ đám mò này nhiều nè. Chỗ này là chuột cắn cỏ phá quá trời luôn. Thì cắn lưa thư ở trường cả nhà. Sập à. Ô sập nhóc luôn có nhậu. Đây một em nè. Đó nặng cũng sập nữa, bên kia cũng sập nữa rồi. Đây sập nữa nè. Rồi bên đây cũng sập nữa nè. Mày chết quá. Rồi bên đây cũng sập nữa nè. Đây cả nhà. Rồi mình đây sập nữa nè. Chín liên tiếp luôn cả nhà. Mình đây chết quá, bên đây sập nè. Đi quá trời chuột luôn. Mình đi chết, mình đi sập nè. Sập nè cả nhà. Rồi bên đây cũng sập nữa. Ô chuột quá trời chuột luôn. Ô này con bự. Con bự cả nhà ơi. Nè. Con bự mập nữa chứ. Nặng kịch luôn. Đây chết quá. Chết xì quá. Đây là cắn cỏ nữa cái nhà. Cắn cỏ bay nhà hết trơn. Rồi sập nè cả nhà. Ô bên kia cũng sập luôn. Đây cả nhà. Bên đây cũng sập nữa nè. Đây chất quá. Bên đây sập nữa nè. Dính liên tiếp luôn cả nhà. Quá đã rồi. Rồi bên đây cũng một em nữa.
rồi mình lại sập nữa nha cả nhà. Chuột ở đâu qua chuột quá hết hồn chuột luôn, chuột nó nhiều cả nhà. Đây cả nhà ơi, hiện tại mình đã về nha, để mình thu hoạch cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây là chuột vô là hơn phân nửa lòng, hơn phân nửa lòng chuột luôn cả nhà, quá đã luôn, chuột rất là nhiều luôn. Đây hai con bự luôn cả nhà, quá trời bự luôn, quá trời mập luôn cả nhà. Còn mấy con kia là nó cũng bự nhưng mà dạng lứa mới lớn cả nhà. Quá trời đã luôn cả nhà. Đây con lứa này, mấy con lứa toàn là mở không luôn. Đây cũng con bự cả nhà. Quá tuyệt vời luôn cả nhà. Bẫy của mình là vô hơn phân nửa bẫy luôn. Rồi giờ mình xin kết thúc video tài liệu luôn nha. Rồi hẹn cả nhà mình video tiếp theo nha. Rồi bye bye.